Đây chính là một cái trend đang nổi rần rần ở trên top top luôn Và mình thấy cái trend này siêu hay luôn đó mọi người Đó chính là ăn theo icon Ngày hôm nay thì Zen sẽ thực hiện thử thách ăn theo icon Hello Kitty nè Thạch màu đen, cơm nấm, nước màu xanh lá cây Và cuối cùng chính là bánh flan Em Hello Kitty đầu tiên là thấy khá là khó luôn rồi đó mọi người Trời đất ơi làm gì mà ăn được Hello Kitty ta Nhưng mà yên tâm nha Mình đã mới phát hiện ra một cái em kẹo Hello Kitty siêu cute Lúc đầu á để mà mua cái em này á gen phân vân lắm nha Tại vì thấy giá nó hơi chát một tí Có một gói kẹo chút xíu thôi mà gần 40 ngàn, mươi mấy ngàn đó mọi người người nhưng mà khoan khoan dừng khoảng chừng là hai giây bên trong gói kẹo nó có chút xíu thôi nè nhưng mà điều bí mật chính là ở đây ta da trời ơi cu te muốn xỉu thật sự luôn á mọi người trời ơi nó xinh quá không vậy đây chính là một em lật đật có hình hello kitty và có rất là nhiều những cái em hello kitty khác nhau đây chính là cái em hình trái táo đó không biết mọi người có nhìn ra hình trái táo hay không nữa chứ tôi là si mê với em nó lắm rồi kẹo thì khi ăn vào lớp bên ngoài thì ngọt ngọt nhưng mà ăn nó rất là dính răng á mọi người nhưng mà bù lại là cái mùi vị của kẹo này ăn khá là ngon đó nha thạch màu đen đen thì chắc chắn chính là thạch xương sáo trời đất ơi tôi nói từ nhỏ tới giờ là tôi mê cái thạch này cực kỳ luôn không biết là có bạn nào giống như gen hay không mà ngộ có một cái nha là bình thường người ta hay ăn xương sa với xương sáo với nhau nhưng mà bình thường mình chỉ thích ăn xương sáo thôi mọi người mình không có thích ăn xương sa cái hộp xương sáo này nó siêu tiện luôn á mọi người nó sẽ có một cái muỗng và có thêm một cái hũ nước đường đi kèm nè nhưng mà mình thấy cái nước đường này nó cũng ngon lắm á mọi người nó thơm thơm cái mùi của mật ong và mùi của nước đường rưới vào một cái trời ơi tao nói cái khúc này nó mờ lem mờ lem. thạch của mình nó long la long lanh mà nó núng na núng nín ở trên cái muỗng nhìn một cái là đã hay muốn rớt nước miếng luôn rồi nha Mới cầm em nó lên thôi là đã thấy thơm phức luôn rồi á mọi người Ăn một muỗng là ta nói mát từ cổ hồng mát vô tới ruột Theo như Zen thấy á Trong các món ăn vặt thì đây là một cái món ăn vặt khá là ngon Và tốt cho sức khỏe của mình nữa đó Tiếp theo, tiếp theo đó chính là cơm nấm Thách cái gì khó hơn đi Chứ cơm nấm thì nó quá là dễ rồi nha Ngày hôm nay mình sẽ ăn cơm nấm với vị cá hồi may vô Cá hồi đã béo rồi mà còn trộn chung với may vô Gấp đôi độ béo lên luôn Nhưng mà may sao thì mình là một đứa vô cùng thích ăn béo Có điều á mọi người Trời cái cơm nấm này nó nóng ơi là nóng luôn á Trời tôi ăn mà tôi muốn phỏng luôn cái miệng luôn á mọi người Nhất nách rồi à nha Tiếp theo chính là nước màu xanh lá cây Cái này cũng không làm khó được mình đâu nha Một em nước màu xanh lá cây có hương vị dưa lưới Và bên trong nó còn có những cái hạt thạch nhỏ nhỏ nữa bình bình thường uống nước đã khá là chán rồi hôm nay mình sẽ uống nước có thạch cho nó thêm phần hương vị nếu mà mọi người uống nước có bình thường không có loại nước nào mà làm cho mọi người vui và thú vị thì mọi người thử cái loại nước này đi em nói thì có vị dưa gan thơm thơm ngọt nhẹ và có vị chua chua nhẹ mình vừa uống vừa nhai những cái viên thạch giòn giòn dai dai sực sực ở trong miệng nói chung là thích lắm luôn á mọi người nước màu xanh đã hoàn thành rồi icon cuối cùng đó chính là bánh flan cái bánh này ta nói đúng là bánh flan ai mà mê ăn món này là phải nói mập ú nu mà lăn được luôn á nha nhưng mà không mê thì làm sao được bởi vì một cái em bánh vừa ngọt ngào vừa béo miệng nó lại vừa núng na núng nính tan ngay ở trong miệng nữa chứ cái hộp bánh flan này nó siêu tiện luôn mình chỉ việc mở cái nắp hộp ra sau đó mình sẽ cho cái bịch nước caramel vào thôi bình thường á nha zen mà thích ăn bánh flan á là mình còn muốn cho thêm cà phê và sữa đặc cũng như là rất là nhiều những cái hương vị khác nữa nhưng mà thôi bánh flan á mà vị cơ bản như thế này thì đã quá là ngon luôn rồi lấy cái muỗng múc lên một miếng trời ơi tao nói đã con mắt hết sức luôn á mọi người bánh flan thì mềm miệng tan ngay ở trong miệng đặc biệt là rất là béo và thơm cái vị của trứng cái bịch nước đường này nó còn thoang thoảng cái vị của cà phê nữa đó mọi người chứ không riêng gì vị của nước đường không đâu nha cho nên là mình rất là ưng với cái hương vị này luôn trời ơi mà tao nói làm cái thử thách này chắc tăng thêm vài ký mất sắp tới thì cái mặt của mình nó sẽ u nù u nù như thế này nè xem tới đây rồi mọi người đừng quên like video và đăng ký kênh à nhớ để lại những cái thử thách icon ở dưới phần bình luận cho zen luôn nha